Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của em nhé. Vâng, ngày hôm nay thì em sẽ về cho các bác một siêu phẩm chép combo chép ZX 1402 côn 350 thay thế hoàn toàn cho chiếc chép giấy các bác chơi ở nhà các bác nhé. Và trong video ngày hôm nay các bác nào có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn gì các bác gọi điện thoại trực tiếp dưới số này các bác nhé. Vâng ạ, các bác không nghe nhầm đâu. Bây giờ chỉ bỏ hơn 400k có thể thay đổi toàn bộ chất âm của một đôi loa luôn các bác nhé. Chứng chép kèn thì là luôn luôn là mạnh mẽ, leng keng lấy cách và nó sẽ hạn chế cháy hơn cho những cái dòng chép giấy kia, bởi vì công suất của cái dòng chép kèn này đến 40W các bác nhá. Đấy, lên tới 40W một chiếc. Còn chiếc chép giấy này nó chỉ có 5W một chiếc thôi các bác nhá. Cho tiếng con chép này vào, tiếng nó sẽ sạch hơn, nó sẽ mịn hơn, sáng hơn, khỏe hơn và nó hạn chế cháy hơn. Mà các bác tiết kiệm được những cái khoản tiền như sau: không phải mua phân tần này, không phải mua hộp kèn lắp vào đó, mà bây giờ nó có trực tiếp cái phễu kèn này lắp trực tiếp vào cái loài luôn, vừa đẹp, vừa thẩm mỹ, vừa hay, chi phí rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó, rất là rẻ các bác nhé, 460.000 một bộ combo này gồm hai chiếc chép và hai cái ống phễu này các bác nhé. Bên em bao ship tận nơi cho anh em rồi. Đấy các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cho các bác những cái phương án lắp đặt. Rất nhiều bác bảo là em ơi, cái củ to như thế này có lắp được không, thì ngay bây giờ các bác nhìn kỹ vào video các bác nhé. Em sẽ làm một cái video để cho các bác thấy là cái lắp đặt rất dễ dàng các bác nhé. Đó, các bác lấy video. Vâng ạ, các bác nghe đây ạ. Các bác nghe đây nhá, khi mà cái loa chép giấy này, em sẽ mở cho anh em nghe. Đấy, tiếng chép rất bình thường đúng không ạ? Đấy, các bác nghe sang trong này. Tiếng chép là rất là len keng, rất là sáng luôn nha. Các bác nghe thấy chưa? Tiếng nó rất là sáng khi các bác mà nghe bolero này, nghe bolero hoặc nghe nhạc mạnh này, hoặc là các bác hát karaoke, thì những cái dòng chép kèn này nó hỗ trợ tiếng lời rất là hay. Côn của nó là côn 350 các bác nhá. Côn 350 thì là tiếng của nó rất là sáng, rất là chất cho các bác luôn. Đấy. Dòng này là dòng nhập khẩu mới của ASIC các bác nhá. Đấy, nhập khẩu mới ASIC. Hàng chất lượng cao luôn. Thì mà giá thành thì rất hợp lý, phải chăng cho anh em luôn. Mỗi một chiếc loa này các bác chỉ cần cắt cái dây của chép lắp vào đây thế là xong các bác nhá. Khỏi cần phải làm gì luôn, bởi vì cái loa này nó sẽ chạy theo phân tần của cái chép kia luôn. Phân tần của cái loa này luôn các bác nhá. Đấy, không cần phải mua phân tần, không phải mua hộp gỗ. Các bác rất nhiều bác mua cái hộp gỗ để đựng cái loa chép ấy mất mấy trăm ngàn, xong mà mua bộ phân tần mất mấy trăm ngàn, thì tiền đó các bác đập vào đây luôn là ok luôn. Một chi phí rất hợp lý các bác nhá. Đấy, ngày xưa thì các bác muốn mua cái phễu này cũng không có đâu các bác nhá. Không có đâu. Nhưng bây giờ thì hộp phễu là bên em đã có, và đây là hàng dòng nhập khẩu các bác nhá. Dòng nhập khẩu nên là cái dùng nhựa ABS, chịu lực rất cao các bác nhá. Có thể lắp được côn 250, chép 250, 350, 450 luôn. Và bác nào có nhu cầu mua cái ống phễu là bên em bán luôn các bác nhá. 80.000 một đôi này, bên em bao ship cho anh em luôn. Đấy, 80.000 một đôi phễu này, bên em bao ship cho anh em luôn các bác nhá. Gen của nó gen 34 nên lắp được tất cả các dòng chép 250, 350 và 450 luôn các bác nhá. Một bộ combo gồm hai chiếc chép và hai cái phễu này 460.000. Đấy, bên em bao ship tận nhà cho anh em luôn các bác nhá. Thay đổi hoàn toàn chất âm cho các bác luôn. Tiếng nghe rất sướng các bác ơi. Mỗi một bên loa là các bác chỉ cần lắp cho một chiếc thôi, không cần lắp nhiều các bác nhá. Tiếng nghe rất là phê các bác nhá. Rất là phê. Đấy. Đấy. Các bác thấy chưa? Một cái loa nó công suất của lên đến 40W các bác nhá. 40W một chiếc, tiếng nó luôn là ưu thế của nó rồi. Tiếng chép kèn thì nó vừa sáng, vừa xa, vừa sạch đúng không ạ? Và rất nhiều anh em mà đang có sử dụng loa cũ mà muốn nâng cấp lên thì nó rất nhiều tiền, thì bây giờ ngay bây giờ các bác chỉ cần thay cái chiếc chép này vào nó đã ok rất nhiều rồi. Thay vì các bác mua loa full mất mấy triệu, thì các bác hãy thử cho em ngay cái phương án này các bác nhá. Cực kỳ hiệu quả, dễ chơi và tiết kiệm cho anh em luôn. Và đảm bảo cho các bác là đến bây giờ em cung cấp rất nhiều cái dòng này rồi, nhưng anh em 100% tất cả anh em đều rất là tán thành và ủng hộ về cái phương pháp chơi này, rất là hay các bác nhá. Đấy, chỉ có 460.000 một bộ combo thay đổi toàn bộ chất âm cho anh em luôn. Chép côn 350 ASIC các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhá.